cả phần là xử lý vấn đề thiết bị thiếu trong các data frame, sử dụng ngôn ngữ Julia cho khoa học dữ liệu. Ở đây thì chúng ta cần phải tìm cách, có 3 cách tiếp cận để xử lý vấn đề thiếu dữ liệu. Đầu tiên là lọc những cái dữ liệu thiếu này, thì thông qua cái hàm là e-missing hoặc là drop-missing. Sau ta sau khi lọc xong, ta sẽ bổ sung hoặc thay thế những dữ liệu bị mất với coreless, hoặc là ta bỏ qua những dữ liệu đó với skip missing tùy hoàn cảnh nó dùng. Ở đây chúng ta cần một cái data frame mà ở đó ta có những gì bị thiếu. Đấy, ta có đây missing này, ta sẽ copy vào để ép missing vào này. Lưu ý chúng ta có mấy cái Julia rồi, nó lại làm lại này. Tiếng Việt à? Đây, đây. Mình có Julia. Xong. Đó là cái gọi là cái chương trình phân tích công việc của Julia nhé. Lỗi à, thiếu data frame. Using data frame rồi. Xong. Xong rồi. Đã có 3 cột. Tên, tuổi và cái grade. Còn có 4 hàng. 4 hàng có missing đây. Đây. Tiếp theo ta sẽ làm gì? Đấy thì ở đây chúng ta sẽ có định nghĩa kiểu kiểu thông bị mất. Một số ngôn ngữ thì có cách khác nhau, như trong R thì dùng là na hay NTG hay là gì đó. A tức là no thing. Ở Julia ta có chữ missing. Ta thử gõ chữ missing là kiểu gì? Type của missing. Cái missing là một biến nhé, một cái hằng số. Kiểu như trong C ta có phải cái null. Hoặc là trong Java có null, cái null. Thì ở đây missing nó là một cái biến, một cái biểu diễn của kiểu dữ liệu missing. À, thì đầu tiên chúng ta cần phải khôi phục những giá trị bị mất đó thông qua một số bước. Ví dụ như ta thêm cộng 1 vào. Chú này, ví dụ là missing cộng 1 vẫn missing. Thì missing này là kiểu như là số vô hạn ấy, cộng trừ vào thêm gì đó nó không ý nghĩa gì cả. Và nó cũng là không có ý ảnh hưởng của các thuật toán như là phép bằng bằng này, bằng với nhau này, lớn hơn tức là không nghĩa gì cả. Phép toán ở trên hoàn toàn không có dụng gì nó cả. Còn nếu muốn kiểm tra xem liệu có nó missing không này không, thì gọi là e-missing. À đây, e-missing này, thử con nhé, e-missing. Missing true. Nó còn cái số 5 này. Fail lắm. Vì là số 8 là quá trị, còn missing thì không. Thế ta có cái lọc. Lọc những missing. Phần lớn này chúng ta sẽ bỏ những cái giá trị missing đi, mất đi. Ta có cái hàm là hàm drop missing và e missing. Thì với hàm drop missing này sẽ đầu tiên sẽ lấy cái đồ đồ vào là một data frame. Cái đồ thứ hai đó là một cái cột hoặc vector, và cột là ta muốn bỏ cái giá trị đó. Ví dụ chúng ta muốn không muốn chỉ giật những cột thì ta sẽ sửa tất cả. Nó chỉ sẽ xóa bất kỳ dòng nào mà có giá trị missing, có là drop missing. Đó lại nhé, thằng này. Missing đúng không? Df missing. Với ta thằng này thì nó sẽ chỉ còn thằng hanh thôi, thằng hanh nhất nó có đủ cả hai thằng này, thằng mỗi thằng thiếu tí là thiếu ít. Tiếp theo chúng ta có một cái nữa, hay gọi nhỉ? Không gọi. Bây giờ
chúng ta muốn xóa cột thôi, như là missing ở drop missing của cái cột name thôi chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta chỉ xóa những cái dòng nào mà cột name của nó đó là missing, kiểu như ở đây name này nó không có thằng kia rồi, còn thằng hàng lại có hết, là giữ nguyên thử nhé. Yes. Đấy, giữ nguyên, bỏ hai thằng, bỏ thằng đầu thôi. Hàm missing thì kiểm tra liệu cái giá trị đó có thuộc cái kiểu missing hay không. Chúng ta sử dụng cái toán tử là chấm cả. Hạn missing thì để dùng để giữ tất cả các missing value. Còn ngược đi, có chấm cả missing thì giữ giá trị nào, bất kỳ giá trị khác miễn nó không missing. Đấy, filter này, độ lọc này, tên này. Tên là mất thì bỏ qua, hay biết thì giữ lại. Có cái đây lọc theo dòng. Mỗi dòng lấy ra một cái đơn tử tên. Và giữ lại cái thằng này. Nếu ta đảo chút missing ta đảo cái này này. Thì bỏ dòng đầu tiên, giữ dòng thứ 2, 3. Tiếp theo, thế là sau khi ta lọc những cái missing rồi, bây giờ chúng ta sẽ là rồi hay là bổ sung dữ liệu vào hoặc phi dữ liệu vào. Tương tự RSQL thì Julia có một hàm là coalesce, rất thường dùng nó để postcard nó cách đó để đổ dữ liệu vào. Chú thiếu vị này có coalesce chấm này missing này zero nó ta sẽ coalesce là cắt béo đi, họ đổ dữ vào đây. Thì ta đang có bốn, ta có ba vector này, thì ta nếu coalesce sẽ đổ zero vào chỗ missing để có missing này sẽ đổ zero vào và coalesce chỗ yếu chấm này. Không hiểu sao lại có chấm đây. À rồi, hoặc ta có một cái hàm transform này, hàm biến đổi, cái phép biến đổi. Ở đây là sẽ biến đổi cái gì, có đầu vào là date missing này, nếu mà tên theo dòng, nếu cái x sẽ coalesce bằng gender, là nếu mà cái gì à? Missing gender không, đây là coalesce này, x này, giá trị thì nó sẽ thông qua x này một cái tên những cái dòng đó. Bây giờ đấy là phần bổ sung vào, bây giờ cần bỏ qua giá trị xử lý. Thì chúng ta khi dùng ngọn combine hạn kết hợp đồng để tóm bắt dữ liệu thì chúng ta sẽ bỏ cái có missing value này, ta sẽ bỏ đi như này lỗi để missing này, trung bình của rằng giới tính là tính trung bình của các điểm đúng không, cần là thì đó là lỗi bởi vì sao à min hay vừa bỏ import gì vậy à statistic rồi copy using data rồi nhá, đây là missing. Vì vậy sao, vì ở đây cái điểm này có là cái thằng df missing, thì nó là có cái điểm này có một thằng missing, cứ cộng vào chia hết ra thì missing cộng vào missing chia cho missing thành missing ở đây. Đấy là phải hiểu như vậy. Chúng ta sẽ có đây, sẽ bỏ cái min này, all skip missing phẩy nhỉ, đây gõ nhầm. Nhầm à?
Nhìn. Sai lắm. Đây là sai tab. Đây a à, hàm up o này biết riêng của thằng ấy. Sai của tab. Sai của nhỉ? Đây là hàm. Cycle tab tức là thực thi hàm skip machine trước, sau đó mới thực thi hàm min sau. Hàm này là hàm hợp ấy, hợp trong toán học vậy. Rồi. Bây giờ không ngờ cái thằng này có thêm một hàm hợp nữa máu ấy.